tiểu thư hoàng gia này, gồm sơ mi rời và váy hoa ở ngoài. Em này rất hợp với những bạn có người dáng chữ nhật hoặc quả lê, vì có phần ren vai phồng, eo cũng chiếc cao tạo hiệu ứng eo nhỏ xíu. Bụng em này thì không lộ nhiều đâu, đây là phía sau. Eo 66 của mình vừa khít nhưng mà dây vai thì có thể hơi rộng. Bạn vai 43 thì sẽ bị giống mình nhé. Lúc mua còn có nơ tặng kèm để mọi người có thể cài lên áo hoặc cài tóc nha. Mình tính em này mặc tết luôn đó. Tiếp theo là một em đầm đen đơn giản nhưng cũng không kém phần tiểu thư. Em này vải nhung, eo vẫn còn hơi rộng, cổ áo cũng rộng so với mình. Còn lại tổng thể thì khá là ok, có độ rũ nên không sợ lộ bụng, mặc siêu bồng bềnh luôn. Nhưng mà mình khuyên em này mấy bạn cao một chút thì mặc đẹp hơn. Theo là một em đầm retro màu xanh. Em này thì rất hợp với những bạn có dáng tam giác ngược nha. Cổ áo chữ V nhưng mà hơi rộng nên may thêm nút nha. Bụng cũng không sợ lộ nhiều, chiều dài rất hợp với 1m5. Em này cũng che được bắp tay và đùi to luôn nhé. Cuối cùng là một chiếc đầm trắng trễ vai như thế này. Em này có sẵn mút ngực luôn nha. Phải nói chất vải ủi xong bồng bềnh siêu đẹp, không lộ bụng. Tuy nhìn đơn giản nhưng mà đi tiệc hay đi sinh nhật thì đều bá cháy. Tham khảo thử nha. Sáng giờ lướt TikTok cứ thấy mẫu này hiện hoài, mà sao thấy nó quen quen, hình như đợt trước mình có mua mà chưa lên thì phải. Sau một hồi lục tủ thì nó đây chứ đâu, mình mua cả nửa tháng trước rồi ấy chứ. Thôi thôi, hôm nay lên luôn kiểu là bỏ mất trend, để xem nắm luôn mặt em này như thế nào nhé. Nói chung chất len thì không có gì để chê, cũng tương đối co giãn. Cá nhân mình thì thích màu đen nên mua mỗi một cái này thôi. Phần cổ chữ V này cũng khá hợp với những bạn vai thô, tay áo còn rộng nên bắp tay to yên tâm. Có điều mấy nam mang em này thì hơi bị lẫn nha, chưa kể hông to thì phong áo sẽ không suông, nên chọn quần ống rộng nhé. Để trông cao và gọn hơn thì hãy phối với chân váy như thế này nhé. Hôm nay sẽ kết hợp những yêu cầu quần nhung tâm này với sơ mi nhung tâm nha. Yên tâm, tôi đâu có quên. Thật ra là đợi tìm được chỗ có bán cả hai món cho đỡ mất công. Lần này đặt thử em quần màu hồng size L, chất nhung tâm cũng khá xịn, eo bo chun, độ dài thì khoảng 95cm. Vậy nên với bạn 1m45 thì có thể hơi dài. Ngang đùi của em này hơn 50 luôn, đáy cũng dài nên mình khá yên tâm. Còn em sơ mi là màu kem, chất vải cũng ok luôn. Có hai túi to và phong cổ áo rất cứng, đảm bảo đứng form nhé. Còn đây là tay áo, nói chung rời chất vải rất đã. Bình thường mặc sơ mi nhung tâm thì mình sẽ phối với quần legging như thế này. Quên mất cần phải có áo thun ở bên trong, nhưng mà nấm lụt mang tất như thế này thì không cao hơn được. Vẫn là không có tất, trông cao và gọn chân hơn. Nói chung mình khá vừa ý với em sơ mi. Còn đây là phong quần, nếu không mang giày cao là sẽ bị lết đất nha. Mình mang em này khá thoải mái, hôm nào sẽ phối sau. Chủ yếu hôm nay thích cái sơ mi này quá mọi người ạ, phối kiểu này cũng đẹp nữa nè. Mua nhầm hoodie size XL và cái kết. Vâng, chính là chiếc áo xanh blue này. Lúc này tôi còn chưa biết là nhầm size đâu. Đó, từ đoạn này là khựng lại rồi. Khúc này nghĩ sắp giao size nên mở ra coi lại. Nhưng mà đúng là do tôi biết nhầm mọi người ạ. Thôi lỡ rồi, nhìn phong cũng không lớn lắm, chất vải cũng dày dặn ok. Bình thường thì tôi chỉ dám đặt tới size L thôi. Thử mặc XL một lần xem sao, không được thì cho em trai. Em này là nỉ thun, bên trong có trần bông khá mịn, nói chung là cũng dày dặn. Mình thấy em này không có giãn nhiều. Mà mọi người có thấy màu này như Doraemon không? Quả thật là khá rộng và dài, vậy nên mình chỉ dám mang với legging thôi, không dám mang với chân váy. Ngoài trừ việc nhầm size thì phong áo vẫn đẹp và mặc khá thoải mái. Nếu bạn gầy và thấp hơn 1m5 thì thôi cứ đặt size L hoặc size M cho chắc nha. Còn muốn đủ dài để phối với legging như mấy chị Hàn Quốc thì mặc như mình. Quay đi quay lại thấy kiểu này cũng dễ thương đó chứ. Mùa đông nhưng mà mình thấy Sài Gòn vẫn có thể mặc những áo crop top như thế này, vậy nên hôm nay mình có thêm một mẫu nữa nè. Thay vì là chất len tâm có thể nóng thì lần này mình mua chất vải thun, phía trước may nhún lại, chất thun co giãn tốt, cảm giác cũng ít dính lông mèo hơn. Công nhận bên shop này toàn mấy mẫu crop top lạ mà đẹp thôi. Phía sau thì là dây dài thiệt dài để mọi người có thể thắt thêm nhiều kiểu. Và áo phía sau cũng ngắn hơn. Ống tay áo được cách điệu như thế này nè. Bạn nào thích phong cách gợi cảm pha chút cá tính thì đừng bỏ qua em này. Cổ vuông hợp với những bạn vai thô và vai ngang nhé. Em này có thể thắt tới mấy kiểu lận. Phối với chân váy hoặc quần đều trông cao hơn. Chân váy cùng màu làm người ta tưởng nhầm là đầm liền khác lưng nè. Biết là nhiều bạn thích mấy set đồ như thế này nên mình đặt hẳn 2 set, một ngắn một dài nhé. Set dài này thì trước đây mình có cái màu kem, nhưng mà không phải đặt ở Shopee, chờ siêu lâu mà giá thì hơi cao. Hôm nay tìm được em tương tự ở trên Shopee, chất vải và màu sắc thì có hơi khác, nhưng mà phong giống và giá thì rẻ hơn. Em này free size nên mọi người cẩn thận khi chọn mua nhé. Eo của em này tầm dưới 70 thôi. Ngoài ra bạn hông 92 như mình thì mặc sẽ như thế này, hơi kích phần hông và đùi nha. Bụng ăn no là có thể lộ đó. Nói chung mua em này thì bạn nên gầy một chút nhé. Set thứ hai ngắn hơn, hình như là vải linen. Phong áo thì tương tự với em đầu tiên, nhưng mà mình thấy chân váy của em này phong rộng hơn, sẽ tà một ít ở vạt trước và có bảo hộ ở bên trong. Độ dài áo cũng tương tự, mà phong váy thì đúng là rộng và đẹp hơn. Em này free size mà mình mặc lên khá vừa, vậy nên sẽ hợp với những bạn có dáng người nhỏ và ít mỡ bụng nha. Sắp tới có hai set này mặc đi làm thì khỏi phải bàn. Nhiều bạn chờ đầm tiểu thư mùa đông của mình lâu lắm rồi đúng không? Ngoài set thì mình mua riêng một cái áo dài để phối nè, để xem có hợp không nhé. Với em đầm mình thấy bạn mít năm mặc riêng cũng rất đẹp rồi, vì có chiếc eo cao, tay áo không quá dài, độ dài váy vừa phải che được bắp chân, bụng thì cứ vô tư đi. Em này có thể phối cùng với một kia lê giả truyết như thế này, nhìn rất là tiểu thư mà cũng đủ ấm nữa. Phong em áo khoác này thì rộng và hơi suông nha. Cần chất em đầm von hai lớp này, vì bên trong có lớp lót nên không sợ lộ da. Eo và tay đều có bo chun, váy dài nên không có quần bảo hộ đâu nhé. Lúc đầu còn có nếp gấp, sau khi ủi xong là rất đẹp. Em khoác giả truyết này có hẳn 4 túi, mẫu này thì có màu đen nữa nha. Bên trong là một lớp vải dù không bị ngứa. Em áo dạ mình mua riêng mà phối hợp ghê mọi người ạ. Phong em này khá nhỏ và ôm người nên nắm lùng không phải lo, nhưng mà bạn vai lớn hơn 43 thì chắc phải tăng size nhé. Em áo khoác này có thể phối riêng với nhiều chân váy dài nha. Chất vải thì cũng là giả tweed nhưng mà chỉ có 2 túi thôi. Phần nút áo có họa tiết rất đẹp, bên trong cũng là lớp vải dù, viền cổ và tay áo được may bèo. Nói chung là em này siêu ưng.
Mình vừa mới tìm được set này rất là đẹp, không biết nắm luôn mặt lên như thế nào. Hôm nay mình sẽ thử nhé. Ồ, được tặng một chiếc mặt nạ. Chất vải của em này siêu đẹp luôn, hầu như không có chỉ thừa. Vải lúc trong túi còn hơi nhăn thì mọi người nhớ ủi qua một lần nha. Phần tà áo của em này được thiết kế lệch chứ không phải may sai đâu nhé. Chân váy xếp ly cùng chất, có cả quần bảo hộ ở bên trong. Lưng váy của em này có bo chun nha, bên hông có khóa kéo. Bộ này phải nói là thiết kế cho nắm lùn luôn á, đặc biệt là bản dáng quả lê hoặc hình chữ nhật, vì em này có phần eo chiếc siêu đẹp và tay phồng. Độ dài vạt áo vừa đủ, không bị lửng, phần bụng cũng không lộ. Chưa kể bộ này mình thấy cân mọi trường hợp luôn. Hôm trước review đầm này nhiều bạn rất thích nhưng không có size lớn, vậy nên hôm nay mình tìm được mẫu này. Phong dáng tương tự nhưng mà là dạng jumpsuit, lại có big size cho chị em tha hồ lựa chọn. Để xem Mít Nam mặc sẽ thế nào, chắc lining dài dặn tương tự với em mình có. Đặc biệt là em này may liền quần, có thêm một lớp bên ngoài để giả váy. Thắt lưng bạn to giúp định hình eo khá tốt. Tóm lại về chất lượng thì không khác gì nhiều. Nếu có bắp tay to thì bạn có thể mang dạng trẻ vai như thế này. Còn bạn quả lê hoặc hình chữ nhật thì mặc như thế này để cân đối hơn. Bụng thì vô tư, em này mặc đi tiệc rất đẹp, chưa kể màu đen nhìn người gọn và cao hơn. Bạn nào kiếm đồ big size mà bỏ qua em này là phí.